Nhà mua súp cua các bạn. Súp cua hai hộp đem về. Đó, bánh tiêu với lại giò cháo quẩy ăn chung với súp cua nha các bạn. Nhiêu tiền? Dạ 60. Mua bánh ăn về không chị? À, bánh cái quả là nhiêu cái? 3.000 cái. 3.000. 3.000 là mấy? 10.000 là mấy cái ta? 10.000 thì 3 cái rưỡi. 11.000 là 12, rồi lấy 4 cái luôn đi. Rồi. Đâu? Rồi. Lấy 4 cái luôn này. Ở đây mấy giờ là mình bán rồi cô? 1 giờ. Là hình tâm. Ok các bạn, và bây giờ mình mới mua súp cua xong nè. Đó, súp cua. Súp cua cái chỗ này rất là ngon các bạn. À, cái trường mẫu giáo gì Trà My á, đây nè. Một hộp 30.000 với lại 4 cái bánh bánh gà cháo quẩy thì ăn rất là ngon ha. Rồi bây giờ mình đi về ha. Đó, sau khi tập yoga về giờ mệt muốn xỉu luôn. Nhưng mà sau đó các bạn, sau đó là sẽ cảm thấy cái tinh thần nó tỉnh táo hơn á. Đó, và bây giờ mình mua súp cua và bây giờ mình đi về ha. Đi về bắt đầu ăn nè. Rồi bây giờ là 4:45 rồi thì tàu xe đã đông rồi các bạn. Đó, ở phía sau á các bạn có thể nhìn phía sau cái trường mẫu giáo là đó, người ta đi rước con người ta rất là đông ha. Đó. Rồi cho nên là bây giờ cái đường nó hơi đông hơn lúc hồi nãy rồi các bạn. Rất là mệt luôn, thật sự là rất là mệt. Tính ở lại học dance nữa, học nhảy nữa, có một lớp nhảy 5 giờ nhưng mà thấy đuối quá, mệt quá cho nên bây giờ đi về thôi. Đi về để mà ăn uống. Đón con đi học về, nói chung là tùm lum hết luôn. Cho nên bây giờ là